Chào tất cả các anh chị phụ huynh. Tôi là Ninh. Tôi công tác bên mảng tư vấn lĩnh vực sinh trắc vân tay từ năm 2013. Hãy like và đăng ký kênh YouTube của tôi để các anh chị có những cái đọc được và xem được những cái bài video về chủng vân tay cũng như là về trí thông minh của con một cách sát nhất và thực tế nhất. Thế thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị cách mà đọc một cuốn báo cáo sinh trắc vân tay như thế nào để các anh chị có thể là tự bản thân mình có thể xem được là con có năng khiếu gì, hay là tương tác với con như thế nào, hay là hướng nghiệp cho con ra làm sao và những chỉ số thông minh mạnh cho con là ở đâu. Thế thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các anh chị đọc cuốn báo cáo. Các anh chị có thể để ý đầu tiên là trang mục lục. Thì các anh chị có thể để ý thấy đây là ba cái khối về cuốn báo cáo. Thứ nhất là khối đầu tiên, đó là khối về thông tin của một người khi đăng ký. Khối thứ hai đó chính là khối về khả năng phân tích, và khối thứ ba đó là khối kết luận của chuyên gia của chuyên gia tư vấn. Thế thì đi vào phần đầu tiên, đó là thông điệp khi mà các anh chị sử dụng cuốn báo cáo sinh trắc vân tay. Thì các anh chị chú ý có ba lưu ý. Một là báo cáo phân tích sinh trắc vân tay này là chỉ phân tích là các chỉ số bẩm sinh thôi, nó không liên quan đến thực tại, và thực tại thì mình rèn luyện như thế nào đó. Cái thứ hai là báo cáo sinh trắc vân tay này nó sẽ không so sánh với người khác, bởi vì mỗi đứa trẻ có một cái điểm mạnh riêng và có một điểm hạn chế riêng. Chúng ta không thể lấy một đứa trẻ có logic tốt để so sánh với một đứa trẻ có ngôn ngữ tốt được, bởi vì ai cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu thôi. Cái thứ ba là cái thứ ba đó chính là cái quá trình phát triển cũng như là rèn luyện của đứa trẻ, nó sẽ giúp cho các lơ đoan thần kinh tốt lên và nhiều liên kết hơn đó. Chứ trong quá trình mà báo cáo sinh trắc vân tay này thì thực tế là bây giờ các anh chị mà làm cho con, hay là 10 năm nữa, 20 năm nữa, chúng ta cũng chỉ cần test một lần thôi, bởi vì đây là phân tích bẩm sinh đó. Là trong quá trình rèn luyện thì sẽ phát triển và sẽ liên tạo ra các liên kết nơ ron thần kinh, thì các liên kết nơ ron thần kinh hoàn toàn có thể sinh ra và có thể mất đi. Còn báo cáo phân tích sinh trắc vân tay này chỉ phân tích mật độ tế bào nơ ron thần kinh, và mật độ thì sinh ra và khi mà trẻ lớn lên thì không hề thay đổi đó. Thế vì vậy nên các anh chị chỉ làm báo cáo sinh trắc vân tay này một lần trong đời thôi. Tiếp theo là trang về dữ liệu sinh trắc học vân tay. Thì đây chính là trang hình ảnh dấu vân tay khi mà một người test. Đấy, tay trái tay phải, từ trên xuống dưới là từ ngón cái đến ngón út. Và các anh chị có thể soi xem là bản thân con hoặc bản thân chính các anh chị có bao nhiêu hoa tay đó. Và trên Facebook cũng như là trên YouTube của tôi có những cái video cũng như là có những cái bài viết về các cái dạng vân tay, chủng vân tay rất là thực tế. Các anh chị có thể follow và xem thêm. Tiếp theo là trang số 5, là trang đưa ra tổng hợp tất cả các chỉ số. Thì các anh chị không cần phải đọc vào trang này, bởi vì trang này toàn số thôi, chúng ta rất khó hiểu, và nó sẽ được diễn giải ở các trang đằng sau. Trang số 6 là một trang đầu tiên về thông số não bộ, đó là TFRC. Thì chỉ số này nó sẽ là một chỉ số liên quan đến khả năng các anh chị người lớn có khả năng ôm việc hay không. Với trẻ nhỏ là có khả năng học nhiều môn nhiều khối hay là nên học trọng tâm trọng điểm đó. Vì nếu như mà có khả năng học nhiều mà lại đầu tư ít thì rất lãng phí. Nhưng nếu như mà trẻ lại có khả năng học ít nhưng nếu như mà mình lại dồn quá nhiều thì sẽ dẫn đến là trẻ bị quá tải, và gần như là kết quả học tập sẽ rất là yếu kém, và có thể dẫn đến stress cho cả con và áp lực cho cả mẹ nữa đó. Thế thì có 3 mức. Mức thấp thì sẽ là mức dưới 9, mức thấp sẽ là một cái mức mà dưới 70, mức khá thì là mức 70 đến 119, và mức cao thì có 150 đến 199. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm ở đây đó. Tiếp theo là trang 2 bán cầu não đó. Mọi người vẫn hay cho con đi học đàn để phát triển hai bán cầu não. Thế thì ở đây có não trái và não phải, tỷ lệ chênh lệch cho phép là dưới 6%. Nếu chúng ta thiên về não trái quá thì sẽ rất cứng nhắc đó, rất lý trí, và nếu thiên về não phải thì rất là bay bổng và hơi mang tính chất gọi là xa rời thực tế. Thì các anh chị có thể để ý kỹ xem nào con của chúng ta hay bản thân chúng ta có chỉ số bán cầu não trái não phải lệch hay không. Tiếp theo về năm thùy não bộ, thì ngoài chia thành não trái não phải thì trong khoa học về não bộ người ta còn phân chia theo chiều ngang, là có thùy trước trán, mà ngày xưa cụ hay bảo là trán rô thì bướng. Thứ hai là thùy trán, thứ ba là thùy đỉnh, thứ tư là thùy thái dương, và thứ năm là thùy trầm. Đó, các anh chị có thể tham khảo thêm. Quan trọng, trang quan trọng nhất là trang số 9, chính là trang phân tích về 10 vùng chức năng não bộ. Thế thì trang này nó sẽ có cái
ý nghĩa, đó là đưa ra cho các anh chị là cái môn năng khiếu cũng như là môn học tố chất của con ở đây là gì. Đó, thế thì các anh chị có thể để ý thấy cái có 4 cột, thì các anh chị chỉ cần để ý đến cột thứ nhất và cột thứ hai, đó chính là cột số thứ tự và cột PI. Đó, PI thì được định nghĩa là mật độ neuron thần kinh trên từng vùng não một, và nó thể hiện và được đo bằng mật độ đường vân trên từng đầu ngón tay. Thế nên là nếu như mà chỉ số PI ô thứ hai mà cao nhất thì sẽ là hết xếp hạng số 1. Ví dụ như cuốn báo cáo này, bạn này thì âm thanh đang là số 1, đó chính là 15,52 là âm thanh. Đó, thì các anh chị cứ 1 đến 5 là thế mạnh, tức là 1 là âm thanh, 2 là vận động thô, đó, 3 là lãnh đạo, 4 là vận động tinh và 5 là logic. Đó, tức là đứa trẻ này sẽ có cái khả năng về âm nhạc tốt, và kết hợp với vận động thô thì dẫn đến là cứ nhạc lên là quẩy thôi. Và vận động thô rất cao nên là đứa trẻ này sẽ bị đánh giá là hiếu động hay là tăng động, hay là gặp rất nhiều trong cái rất nhiều vấn đề trong việc đó là ngồi học một chỗ. Đó, mặc dù tư duy rất tốt nhưng mà việc học sách vở thì chưa chắc trẻ này đã học tốt. Bởi vì sao? Bởi vì đứa trẻ này cái thích vận động cơ, chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên điểm yếu của đứa trẻ này đó chính là quan sát và khả năng thẩm mỹ. Tức là nếu là con gái thì phong cách ăn mặc cần phải có người hướng dẫn, và quan sát không cao dẫn đến là rất dễ bị đọc nhầm, đọc thiếu, dẫn đến là tư duy tốt, tính toán nhanh nhưng mà có thể rất dễ bị nhìn nhầm. Đó, thì trang này sẽ nắm rõ cho các anh chị biết đó là môn năng khiếu của con là gì, môn học là gì. Với người lớn thì trang này nó sẽ có ý nghĩa rằng chúng ta sẽ có tố chất, năng lực làm về ngành gì, lĩnh vực gì, đó là tốt nhất. Còn trang số 10, trang số 11, 12, 13, 14 thì những trang này là đưa ra các cái giải pháp để cho các anh chị rèn luyện. Đó, và các anh chị nên đọc kỹ. Nếu như các anh chị có cái chỉ số về 10 vùng não bộ cao thì các anh chị nên đọc kỹ từ số 1 đến số 5 để mình có những cái giải pháp kích hoạt điểm mạnh của mình lên. Tiếp theo là trang số 15 là trang phân tích về phong cách hấp thu thông tin. Thế thì con người ta sẽ có 3 phong cách hấp thu thông tin. Một là mắt nhìn, hai là tai nghe và ba là đi thực hành. Thế thì không phải ai cũng có thể là ngồi nhà đọc sách là hiểu được ngay. Ví dụ tôi lấy ví dụ như sếp tôi. Thì sếp tôi học, phong cách học của sếp tôi đó là qua vận động. Tức là cứ làm rồi trải nghiệm và rút kinh nghiệm. Đó, cứ làm rồi rút kinh nghiệm. Hay là các anh chị có thể để ý thấy con cái chúng ta nếu như có phong cách học thông qua vận động, nghĩa là không ngồi yên một chỗ được, rất thích chạy nhảy, rất thích đi học qua trải nghiệm, vừa học vừa chơi, vừa học vừa vận động. Cái đứa trẻ mà có khả năng hấp thu thông tin qua nghe cao ấy thì rất là dễ có những cái thiên hướng ví dụ như là hóng này, hay là ví dụ thích trao đổi thảo luận này đấy, chứ không thích. Còn những đứa trẻ mà quan sát tốt thì thích, còn như là xoay sách vở, ngồi tự ngồi đọc sách rất tập trung một mình được. Thế thì con cái chúng ta hấp thu thông tin qua kênh nào các anh chị phải nắm rõ nó, chứ chúng ta không nên ốp một thông tin, một cái phương pháp cho tất cả đứa trẻ học như nhau được. Đó, và trang này trang rất quan trọng, nó quyết định đứa trẻ đấy có hấp thu được hay không. Và trang 16, trang 17 và trang 18 thì sẽ là 3 trang diễn giải về các cái phong cách hấp thu thông tin, thì có để anh chị đọc thêm và tham khảo thêm. Trang số 18 đó chính là trang phân tích về 9 chỉ số thông minh. 9 chỉ số này nó sẽ có các cái thang đo ở dưới. Trên 10% là vượt trội, trên 15 thì là rất là xuất sắc, trên 11% là rất là xuất sắc. Thì các anh chị có thể so sánh thang đo xuống dưới này. Và ngày xưa thì hay tập trung vào EQ nhưng bây giờ có 9 chỉ số thông minh khác nhau. Đó. Còn trang 19 và trang 20 sẽ là các cái định nghĩa. Trang 21 sẽ là về thuyết đa thông minh, một góc nhìn mới về thông minh. Thì nó giống như kiểu như là chúng ta sẽ có rất là nhiều góc cạnh nhìn về một khả năng của một người. Thì thuyết đa thông minh cũng là một góc cạnh để nhìn thêm về cái người đó có cái khả năng gì. Thì các anh chị có thể đọc thêm. Và các cái trang 22 đến trang 24, 25 thì đó là những cái trang đưa ra phương pháp rèn luyện cũng như là cái biểu hiện của những đứa người hoặc là những đứa trẻ có chỉ số thông minh cái tốt. Ví dụ như là đứa trẻ thông minh về âm nhạc thì dẫn đến là nhạc lên là sẽ nhảy quẩy tưng bừng. Những đứa trẻ có thông minh về tương tác thì rất hay trêu hay đùa, hay là ví dụ như là thích kể chuyện, thích nói chuyện, thích rủ dê, hay là những đứa trẻ vận động tốt thì thừa năng lượng, vân vân. Đó. Tiếp theo là trang 33 là sẽ đưa ra là cách mà bố mẹ tính cách của con, cách bố mẹ tương tác với con thế nào, rồi là cách mà con chơi các bạn như thế nào, phương pháp học tập của con là gì, nên đầu tư trường công, trường tư hay trường quốc tế. Với người lớn đó chính là phong cách giao tiếp, phong cách làm việc, rồi là phong cách quản lý, rồi là cách mà mình đối mặt với sự thay đổi, cũng như là phong cách giáo dục con là mình sẽ thiên về phong cách nào, tốt, xấu, với lại ảnh hưởng đến con ra làm sao.
Còn trang 34 sẽ là trang đưa ra các môn năng khiếu cũng như là năng lực của đứa trẻ. Và trang 35 sẽ là trang định nghĩa về trang tổng kết 4 đến 5 ngành nghề tốt nhất. Và trang cuối cùng đó là trang 36, đó chính là tổng kết toàn bộ về cuốn báo cáo sinh trắc vân tay của cá nhân đó. Thế thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh chị cách đọc cuốn báo cáo sinh trắc vân tay như thế nào. Đó. Và nếu như các anh chị muốn hiểu kỹ hơn về trí thông minh của bản thân, của người con, của con, hay là hiểu hơn về tính cách cũng như là về các môn học năng khiếu cũng như là liên quan đến chủng vân tay, thì các anh chị hãy đăng ký và like hoặc là xem những cái video đằng sau của tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe.